Chúng ta lại cùng gặp lại nhau tại Việt Sử Toán Thư. Thưa quý vị, trận chiến Bạch Đằng lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và góp phần làm nên chiến thắng Mậu Tuất năm 938 lẫy lừng của dân tộc. Ngoài vị chủ tướng Ngô Quyền thì trong trận chiến này còn có đóng góp quan trọng của những vị tướng anh hùng khác mà sử liệu ít ghi nhắc đến họ. Hãy cùng Việt Sử Toán Thư tìm hiểu xem họ là ai. Bối cảnh lịch sử trận chiến trên sông Bạch Đằng. Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, một trong 10 nước thời Ngũ Đại Thập Quốc, nằm liên kề với Tĩnh Hải Quân, giành lại quyền tự chủ cho người Việt ở Tĩnh Hải Quân, tự xưng là Tiết Độ Sứ. Năm 937, Đình Nghệ bị nhà tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi Tiết Độ Sứ. Con rể và là một tướng khác của Đình Nghệ là Ngô Quyền bèn tập hợp lực lượng ra đánh Công Tiễn để trị tội phản chủ. Kiều Công Tiễn sợ hãi, bèn sai người sang cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm, nhân cơ hội đó, bèn quyết định đánh Tĩnh Hải Quân lần thứ hai. Lưu Nghiễm cho rằng Dương Đình Nghệ qua đời thì Tĩnh Hải Quân không còn tướng giỏi, bèn phong cho con trai thứ 9 là Lưu Hoàng Tháo làm Bình Hải tướng quân và giao chỉ vương thống lĩnh thủy quân. Kế hoạch của quân Nam Hán. Vua Nam Hán cho con trai là Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ, đổi tước phong là Giao Chỉ, đem hai phận quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Lưu Nghiễm hỏi kế ở Sùng Văn Hầu là Tiêu Ích. Ích nói, nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng, chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. Sùng Văn Hầu, Tiêu Ích. Vua Nam Hán đang muốn hành quân để đánh chiếm lại Tĩnh Hải Quân nên không nghe theo kế của Tiêu Ích, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Lưu Nghiễm tự mình làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thành viện. Chính sử chép về diễn biến cuộc chiến trên sông Bạch Đằng và các vị tướng tham gia. Chính sử ghi chép về diễn biến Bạch Đằng cũng sơ lược, ngắn gọn nên chúng ta hầu như không được biết đến những con người đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại ấy. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau: Mậu Tuất năm 938, Tấn Thiên Phúc năm thứ 3, mùa đông tháng 12. Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía từ trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân địch không mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua, chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn, vạt đầu, bịt kín sắt, đóng ngầm ở trước cửa biển. Thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên, vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào thoát ra. Định kế rồi, bèn đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước chiều lên, quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào, khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước chiều rút, cọc nhô lên, quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu. Quân Hoàng Tháo không kịp sửa thuyền mà nước chiều rút xuống rất gấp. Thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoàng Tháo giết đi, vua Hán thường khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về. Chính sử chép ngắn gọn nhưng các nguồn giã sử, các bản thần tích, ngọc phả lưu trữ tại một số di tích thờ phụng các nhân vật thời Ngô đã cung cấp những thông tin độc đáo, thú vị, giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn, rõ hơn về trận chiến năm ấy và những con người đã làm nên chiến thắng đó. Đầu tiên là mưu kế đóng cọc nhọn. Chính sử viết đây là chủ trương của Ngô Quyền. Tuy nhiên, theo ngọc phả xã Lương Sâm, nay thuộc phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho hay, người đưa ra kế ấy chính là con trưởng của Ngô Quyền, tên là Ngô Sương Ngập. Khi ấy, mọi người đang bàn sách lược thì bỗng trong ban bộ có người dâng lời, bảo rằng quân địch có lợi thế ở chiến hạm, ta chưa chuẩn bị trước thì thắng thua chưa biết thế nào. Xin vương cho trồng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước thủy triều dâng lên, sai người lấy thuyền nhẹ giao chiến với quân địch, giả dạng thua chạy để mà đánh. Tất quân của Hoàng Tháo tự như ngói mà tan vỡ. Vương cho là đúng, mới đưa mắt nhìn người nói, hóa ra là con trưởng Sương Ngập.
về người đề xuất chọn sông Bạch Đằng làm nơi đánh giặc ngay từ khi chúng theo đường biển tiến vào nước ta là của Kiều Công Hãn. Theo thần tích về nhân vật này thì ông quê ở Châu Phong, nay thuộc Phú Thọ, cha là Kiều Công Chuẩn, ông nội là Kiều Công Tiễn. Vì không can ngăn được cha làm chuyện thoán nghịch và cầu viện ngoại bang nên Kiều Công Chuẩn đã viết thư kể tình hình quân Nam Hán sắp kéo sang, rồi sai con là Kiều Công Hãn mang vào Ái Châu, Thanh Hóa ngày nay, đưa tận tay Ngô Quyền. Sau đó ông dẫn hai con nhỏ là Kiều Thuận và Kiều Công Dĩnh đi ở ẩn. Thấy Ngô Quyền lo quân ít, định chiêu mộ thêm quân để chống giặc, Kiều Công Hãn khuyên rằng: Nam Hán là nước nhỏ ở vùng duyên hải, quân nhà Đường tàn giã mà nổi lên chiếm một vùng đất ở phía đông nam mà dựng thành nước. Quân đội mạnh về thủy chiến, nếu sang nước ta, tất chúng sẽ lấy đường biển mà tiến qua sông Bạch Đằng để vào Đại La. Ta nên bày trận đánh chúng ngay khi mới vào cửa sông Bạch Đằng. Ngô Quyền nghe theo đề xuất đó và nghĩ ra trận địa cọc ngầm độc đáo. Ông đã giao cho em vợ là Dương Tam Kha thực hiện việc này. Theo bản thần tích đền Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định, Dương Tam Kha sai Dương Thục Phi, Dương Cát Lợi chặt 3.000 cây gỗ đóng xuống lòng sông trên một quãng dài 3 dặm, đợi lúc nước lên đem quân khiêu chiến, dụ địch vượt bãi cọc khi nước xuống. Tướng Dương Thục Phi và Dương Cát Lợi quê ở Ái Châu, nay thuộc Thanh Hóa, đều là gia tướng của tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Hỗ trợ việc chỉ huy đóng cọc ngầm còn có Phạm Đức Dũng, quê ở thôn Đạo Triều, nay thuộc Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam. Theo thần phả đạo truyền, Phạm Đức Dũng theo lệnh Ngô Quyền đem quân đến sông Bạch Đằng tiến hành chặt cây, làm cọc nhọn bì sắt, cắm xuống sông để tạo thành trận địa cọc, chuẩn bị đối phó với đạo quân Nam Hán xâm lược đang theo đường thủy kéo vào nước ta. Phụ tá của Phạm Đức Dũng trong việc đóng cọc là Hoàng Công Thái, người địa phương rất quen thuộc và thông thạo luồng lạch con nước Bạch Đằng. Khi trận địa cọc ngầm đã xong, việc bố trí phục binh hai bên sông cũng đã hoàn tất, thì việc đem thuyền ra khiêu chiến để nhử thuyền giặc vào bãi cọc ngầm cũng cần phải có người tài năng đảm trách. Bản Ngọc Phả Xã Lương Sâm cho hay, người tự nguyện đi xin là Nguyễn Tất Tố, quê ở làng Gia Viên, nay thuộc Nội Thành, thành phố Hải Phòng. Cùng thực hiện nhiệm vụ đánh thật mà giả, giả như thất trận thật, cùng với Nguyễn Tất Tố là bạn của ông tên là Đào Nhuận và ba anh em Lý Minh, Lý Khả, Lý Bảo, quê ở Hoàng Pha, nay thuộc xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thần tích về nữ tướng Dương Phương Lan, vợ thứ của Ngô Quyền, người làng Yên Nhân, nay là thôn Yên Nhân, xã Hóa Chính, huyện Trường Mỹ, Hà Nội, thì bà cũng trực tiếp chỉ huy một đội thuyền đánh nhử quân giặc vào bãi cọc Bạch Đằng. Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng đã chôn vùi giấc mộng của vua Nam Hán. Toàn bộ thủy quân của giặc bị tiêu diệt, chủ tướng là Thái tử Hoàng Tháo phải bỏ mạng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng, quân ta bắt được Hoàng Tháo giết đi, vua Hán thương khóc thu nhặt quân lính còn sót thu về. Sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên thì chép, Ngô Quyền thừa thắng tiến lên bắt sống Hoàng Tháo rồi giết chết. Thế nhưng ai là người lập công giết tướng giặc thì chính sử không nhắc đến, nhưng giã sử và các nguồn thư tịch dân gian lại cho biết người đó chính là Dương Tam Kha, con của tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Bản thần tích đền Cổ Lễ, nay thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có đoạn viết: Tam Kha xuất bản bộ binh dĩ trường tiễn tự lướng, ngạn loạn phóng, trảm đắc Hoàng Tháo, nghĩa là Tam Kha dẫn quân dưới trướng, dùng tên dài bắn từ hai bên bờ, chém được Hoàng Tháo, thì chính từ công trạng đó, tại đền thờ Dương Tam Kha, Cổ Lễ có câu đối: Khuông phù Ngô chủ, lập Nam bang, thiên thu hách tạc, trảm diệt Hoàng Tháo, bình Bắc khẩu, lịch đại bao phong. Câu thơ có nghĩa là dốc phù Ngô chủ, dựng nước Nam, nghìn thu hiển hách, chém chết Hoàng Tháo, trừ giặc Bắc, nối đời bao phong. Trong trận đánh Bạch Đằng tháng Chạp năm Mậu Tuất năm 938 còn có công lao của các tướng lĩnh chỉ huy các cánh quân ở hai bên bờ sông, trong đó phải kể đến Đỗ Cảnh Thạc, Phạm Bạch Hổ, Phạm Cư Lãnh, Lã Đại Điệu, Kinh Công Trứ, Nguyễn Thước, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Minh Quế. Đây là những người đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ thủy quân và khi quân giặc xa vào trận địa cọc, lúc nước thủy triều đang rút, đồng loạt nổi lên, dùng cung tên, cầu liêm, thuyền nhỏ đánh mạnh vào đội hình quân Nam Hán, khiến cho chúng nhanh chóng tan vỡ.
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ độc lập lâu dài. Chiến thắng Bạch Đằng có thể coi là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đồng hóa, đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Phải đặt trong bối cảnh Bắc thuộc kéo dài 1.117 năm, từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938, mới thấy hết ý nghĩa lịch sử vĩ đại của nó. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ phát triển của quốc gia phong kiến độc lập và lớn lên nhanh chóng của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng đó đã đánh bại mưu đồ xâm lược của nhà Hán, khẳng định sự tồn tại vững chắc của đất nước và nâng cao thêm ý thức làm chủ của dân tộc. Trên cơ sở thắng lợi quân sự oanh liệt đó, Ngô Quyền, người anh hùng của cuộc kháng chiến chống xâm lược, đã tiến một bước trên con đường củng cố nền độc lập dân tộc. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền quyết định tước bỏ tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc và tự xưng vương, đưa Dương Thị, con gái của Dương Đình Nghệ làm hoàng hậu, lập thành một vương quốc độc lập đàng hoàng. Thành Cổ Loa là kinh đô cũ của nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương, được Ngô Quyền chọn làm kinh đô của vương quốc độc lập thế kỷ thứ 10. Đó là một việc làm có ý nghĩa, nêu cao truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời của dân tộc, biểu thị ý chí quyết giữ vững nền độc lập vừa giành lại được sau hơn 10 thế kỷ, đấu tranh bền bỉ chống xâm lược và đô hộ của phong kiến nước ngoài. Tại đây, Ngô Quyền đã xây dựng cả một triều đình riêng với đầy đủ các ban văn, võ và chế định triều nghi phẩm phục. Triều đình của Ngô Quyền được xây dựng theo thể chế của một vương triều phong kiến hoàn toàn độc lập. Bộ máy chính quyền đó đã mang tính chất tập quyền. Sự kiện Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc, đập tan mưu đồ ngông cuồng chiếm lĩnh An Nam của chúng, đưa nước ta vào một thời kỳ mới, thời kỳ độc lập lâu dài, bước ra khỏi sự đô hộ của ngoại bang. Nguyên nhân thắng lợi của trận đánh năm 938. Chiến thuật quân sự của Ngô Quyền rất độc đáo và đúng như nhận định của Lê Văn Hưu: mưu giỏi mà đánh cũng giỏi, hoặc mưu tài đánh giỏi như trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tuy nhiên, các nhà quân sự, việc áp dụng chiến thuật lấy cặp nhọn đâm thuyền địch muốn thành công cần có sự kết hợp chặt chẽ với một số mưu mẹo khác. Thứ nhất, phải dụ địch đến đúng bãi cọc đã đóng răng bẫy khi thủy triều còn cao, bãi cọc chưa bị phát lộ. Thứ hai, phải nắm rất vững quy luật thủy triều theo từng giờ và tính toán thời điểm để khi thuyền quân địch tới bãi cọc rồi, thủy triều mới rút. Có như vậy, thuyền địch mới bị mắc cạn và bị cọc đâm. Chỉ khi có đủ hai điều kiện trên, mưu kế mới phát huy tác dụng. Nếu nước triều rút quá sớm so với dự định, bãi cọc sớm phát lộ, thuyền địch sẽ biết và tránh xa cảnh giác. Như vậy, mưu sự hỏng. Không những thế, rất có thể chính các thuyền phía quân mình sẽ bị vướng cọc thành gậy ông đập lưng ông. Nếu nước triều rút quá muộn so với dự định, thuyền chiến của địch cứ thế vượt qua, không có trở ngại gì, coi như bãi cọc đóng xuống sông, vô tác dụng. Chính là trường hợp mà các nhà quân sự Việt Nam đã ghi lại của trận Bạch Đằng năm 981, quân Tống đã vượt qua bãi cọc để vào được đất liền mà không bị trở ngại. Tuy nhiên sau đó vẫn bị mắc mưu Lê Hoàn và đại bại. Vì vậy, để mưu sự thành công, ngoài việc chuẩn bị cọc một cách bí mật và hoàn thành sớm, việc dụ địch đi theo đúng lộ trình mình muốn và đến thời điểm mình muốn mang ý nghĩa quyết định. Mưu sự thành công có thể quyết định toàn bộ cuộc chiến chỉ trong một buổi, và Ngô Quyền đã nhanh chóng bởi mưu kế độc đáo và tính toán vận dụng chính xác quy luật của tự nhiên. Người vận dụng lại mưu kế này là Trần Hưng Đạo trong trận Bạch Đằng năm 1288. Trần Hưng Đạo cũng biết cách kết hợp, áp dụng chính xác như vậy nên lập đại công phá quân Nguyên. Đời sau nghe chuyện dùng cặp đâm thuyền địch có vẻ dễ dàng, nhưng khi áp dụng cụ thể mới thấy không hoàn toàn dễ dàng để có thể thắng lợi như sử sách đã ghi. Không phải là ngẫu nhiên mà cả Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đều được xem là danh tướng trong lịch sử Việt Nam. Chắc chắn đó là sự hậu thuẫn, hỗ trợ của các tướng lĩnh tài ba mà chúng ta vừa kể trên như Dương Thục Phi, Dương Cát, Phạm Đức Dũng, Nguyễn Tất Tố, Phạm Đình Hổ. Ngô Quyền và những vị tướng của mình đã làm nên một trận chiến lịch sử, chấm dứt đêm dài Bắc thuộc. Họ xứng đáng với sự tôn kính và ngợi ca của dân tộc, giống như câu đối tưởng niệm sau: Dương cờ Hồng Lạc, giành lại núi sông, thỏa chí bốn phương hào kiệt.
nổi sóng Bạch Đằng, dìm sâu quân giặc, nêu gương vạn thế anh hùng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư. Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi, hãy nhớ đăng ký, chọn biểu tượng chuông để nhận thông báo sớm nhất về các video trên kênh Việt Sử Toàn Thư.